Chào các bạn, đây là cái máy tiện hiệu Tura ha. Thì cái máy tiện này thì nó có là trung tâm là 1,5 m nha các bạn ha. Qua bàn xe dao là 600 ha. Đó. Thì hôm nay mình sẽ tháo cái đầu hộp số nó ra và cho anh em mình tham khảo ha. Cho những anh em nào mà tò mò mà chưa có bao giờ mà tháo cái đầu hộp số nó ra ha. Ha. Thì hôm nay mình sẽ review cái đầu hộp số của máy tiện này. Đây là máy tiện Nhật nha các bạn. Nó cũng lâu đời lắm rồi. Tura ha. Của Nhật, là máy tiện Nhật là tiện là bao ngon luôn nha các bạn. Đó. Thấy không? Các bạn thấy không? Trong tầm này nó kia thấy nó rất là lực lưỡng ha. Đó. Thì máy tiện mà nào mà nó cái trống tâm dài á thì tiện được nhiều đồ ha các bạn. Tiện cốt hay là gì đó mà lớn lớn á thì rất là ok ha, nó không có bị rung nha. Rồi, lên xuống luôn đi. Đó. Rồi. Sẽ review cho các bạn xem cái hộp số trong. Rồi nhấp máy chạy đi thôi. Nhấp máy chạy số chậm thôi. Đó. Ôi, quá dần nhớ rồi. Nhớ có dần ha. Đây là bơm nhớt lên nha các bạn. Chậm lại đi. Từ từ. Rồi, sàn số chậm ơi. Sàn đi. Tôi sẽ quay cho anh em xem. Chưa được rồi. Rồi, chạy đi. Ngon lành nha các bạn. Nhớt nhau rồi nó chạy khá ok nha các bạn. Thì các bạn máy tiện này các bạn chạy các bạn thay nhớt thôi. Lâu lâu mình thay nhớt nó, mình cho nó chạy im máy ha. Cái máy tiện Nhật này thì cũng ít có hư lắm. Nhật mình xài thiên thu. Rồi tắt đi thôi. Tắt đi sàn số trong đây để cho anh em xem ơi. Thấy không? Sàn đi. Đó. Thấy không? Lúc mình sàn 6 chậm là nó sàn ở ngoài đây. Đó. Đó. Đây, mình lắp qua. Rồi xay ơi. Qua xe lại cho. Xe đi cho anh em xem. Rồi, cái chục kia luôn. Cái chục bên đây. Nó xài vậy thôi. Rồi. Này có 12 tốc độ. Sàn cho anh em xem đi. Rồi, vô số nó chạy đi. Chạy chậm thôi. Đó. Cái này đang chạy 17 vòng trên phút á anh em. Đúng không? 17 vòng trên phút nè. Mình đang chế độ trừ ha. Trừ thì đây. Rồi bên đây là chữ L ha. Đúng không? Gạch ngay chữ L. Ở đây đó, trừ L là 17 ha, chạy 17 vòng trên phút ha anh em. Đó. Thì ở đây dưới đây thì dưới đây thì chạy bước tiến ha, bước tiến với chạy ren ha anh em. Chưa, để mình tháo cái đó.
sơ của nó rồi. Cái này là máy Nhật, đời mới ha, đời mới nhưng mà đời mới với mình thôi, nhưng mà của người Nhật thì người ta đã cũ rồi ha. Mình chỉ chạy ren, mình chỉ sắp số đây thôi, mình không mình sắp số đây mình chạy thôi. Rồi ở đây thì chạy mà ren in không, ren in thì anh em đổi cái nhông này đây, đó, có hai nhông gờ đây nè, từ đó mình chạy ren in đó, rồi mình đổi nhông lại. Nhớt nhau thì bơm bình thường ha, không làm ha. Hai mũi à hả? Rồi thì mình review cho anh em xem vậy thôi. Thì anh em nào thích hãy cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng biết ha. Hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.